Chương trình Nghệ sĩ và đời sống được thực hiện bởi Trường Kỳ, đặc biệt đề cập về cuộc đời và sinh hoạt thường ngày của các nghệ sĩ thuộc nhiều thế hệ của nền ca nhạc Việt Nam. Thưa quý vị, qua lần tiếp xúc gần đây nhất với người thực hiện chương trình Nghệ sĩ và đời sống vào thượng tuần tháng 8 năm 2008 vừa qua, người được coi là một trong vài tiếng hát hiếm quý của nền tân nhạc Việt Nam là Mai Hương, đã cho biết từ vài năm trở lại đây, chị đã hạn chế nhiều trong việc nhận lời trình diễn. Lý do không gì ngoài vấn đề tuổi tác và nhất là tình trạng sức khỏe không còn được như xưa. Đó thật ra là những lý do rất bình thường và đơn giản đối với bất cứ người nào. Tuy nhiên, những khán thính giả yêu mến Mai Hương không tránh khỏi luyến tiếc khi ít có dịp được thưởng thức tiếng hát mượt mà và sang cả của chị trước khi Mai Hương lùi hẳn vào bóng tối để dành riêng cho những sinh hoạt gia đình. Nghệ sĩ và đời sống do Trường Kỳ thực hiện trân trọng dành cho chị một chương trình đặc biệt để gửi đến quý vị hôm nay cùng với một số nhạc phẩm tiêu biểu của tiếng hát Mai Hương, trong số có nhạc phẩm Dạ Khúc tức Serenade của Schubert do Phạm Duy viết lời Việt, vừa được Mai Hương trình bày để mở đầu cho chương trình hôm nay. Người ơi, một chiều nắng tơ vàng hiền hòa, hồn có mơ xa. Người ơi, sao mà hồn ta mênh mang
chi tiết về Mai Hương gửi đến quý vị trong chương trình Nghệ sĩ và đời sống hôm nay đã được chính chị cung cấp qua một lần gặp gỡ trước đây tại tư gia của chị tại Roland Hayes, một thành phố nằm trên đỉnh cao những dãy đồi xanh tươi cây cỏ, mà gia đình chị đã cư ngụ tại đây từ gần 20 năm qua. Hiện Mai Hương đã nghỉ hưu sau hàng chục năm làm việc trong ngân hàng Bank of America. Cho đến bây giờ, mặc dù trải qua nhiều năm tháng, cùng với những thay đổi về hoàn cảnh xã hội và thời cuộc, Mai Hương vẫn luôn giữ cho mình một chữ đứng cao trong dòng âm nhạc Việt Nam. Tiếng hát sang cả với một âm vực đặc biệt của Mai Hương, hình như chỉ thích hợp với những sáng tác phẩm giá trị, từng một thời lôi cuốn được rất nhiều khán thính giả của các chương trình phát thanh và truyền hình tại Việt Nam trước 75. Và tiếng hát đó cho đến nay vẫn luôn là một tiếng hát được nhắc nhở đến với nhiều cảm phục trên phương diện tài nghệ, với nhiều cảm tình dựa trên khả năng dẫn dắt người nghe về kỷ niệm của những ngày xa xưa. Ngày ấy khi xuân ra đời, một trời bình minh có lũ chim vui, có lúa đôi yêu nhau rồi hẹn rằng còn mãi không vui. Nhạc lóng hương xuân bồi hồi như vì tình ai tiếng hát lên ngôi, nói với nhau yêu nhau rồi một ngày còn mới tươi vui, rồi nắm tay cùng nói vui những câu êm êm không rời vai, rồi lo Mai Hương chào đời tại Đà Nẵng, mặc dù gia đình chị gốc Hà Nội. Thân phụ chị, ông Phạm Đình Sĩ, là một viên chức thuộc ngành quan thuế nên thường hoán chuyển nhiều nơi. Đó là lý do chị được sinh ra ở miền Trung. Một thời gian sau, cả gia đình Mai Hương chuyển ra Huế, rồi trở lên miền Thượng Du Bắc Việt trong thời kỳ kháng chiến. Mãi cho đến năm 51, toàn thể gia đình chị mới trở về Hà Nội, và chỉ vào năm sau lại chuyển vào Sài Gòn.
hai năm trước khi làn sóng di cư bắt đầu. Mai Hương sinh trưởng trong một đại gia đình nghệ sĩ, song thân chị là Phạm Đình Sĩ và Kiều Hạnh, là hai tên tuổi lớn trong giới sinh hoạt văn hóa nghệ thuật của Việt Nam. Thân phụ chị là anh cả của ban hợp ca Thăng Long, sau khi về hưu, đã phụ giúp mẹ chị về phần thực hiện những chương trình văn nghệ dành cho nhi đồng trên các đài phát thanh và truyền hình. Riêng thân mẫu chị là một kịch sĩ lừng danh, hoạt động từ khi còn rất trẻ trong các đoàn văn nghệ hậu phương vào những năm 40, cùng thời với thế lữ của nhóm Từ Lực Văn Đoàn, và cũng là ông họ của Mai Hương. Mặc dù thân mẫu Mai Hương là một kịch sĩ, nhưng chị lại không chịu ảnh hưởng của ngành này, mà chịu nhiều ảnh hưởng từ các cô chú về lĩnh vực ca hát. Các cô chú Mai Hương chính là những tên tuổi lớn của nền tân nhạc Việt Nam như Hoài Trung, Hoài Bắc, Thái Thanh, Thái Hằng. Chính nhờ vậy, Mai Hương đã tỏ ra có năng khiếu rất sớm để bước đến với ca nhạc từ khi còn trẻ. Từ năm 1953, chị đã dự thi cuộc tuyển lựa ca sĩ của Đài Phát Thanh Pháp Á. Sau khi phần Việt ngữ của đài này ngưng hoạt động, Mai Hương sang cộng tác với chương trình nhi đồng của nữ ca sĩ Minh Trang trên Đài Phát Thanh Sài Gòn, lúc đó còn được gọi là Đài Phát Thanh Quốc Gia. Tuy có khiếu về nhạc, nhưng Mai Hương trước đó không nghĩ là mình sẽ trở thành một ca sĩ. Đối với chị, việc trở thành một giọng ca tên tuổi sau này hoàn toàn đến từ những sự đưa đẩy không dự liệu trước. Tuy nhiên, lý do chính là Mai Hương đã được những nhạc sĩ trưởng ban văn nghệ của các đài phát thanh để ý từ khi chị còn hát trong những chương trình thiếu nhi, để sau đó mời chị cộng tác với các ban nhạc chỉ gọi là ban nhạc người lớn. Thơ thân đường chiều, một khách thơ say nhìn xa dặm núi xanh mờ, khi trời trong sáng và êm. Thank you.
trở về ư, đường còn xa mà anh chiều hôm dần sắp tắt, hay cô ở lại về cùng ta. Nhà ta ở dưới gốc cây dương, cách đồng hương sơn mưa dặm đường, có suối nước trong tuôn dốc rách, có hoa bên suối ngát đường. Mai Hương theo học trường quốc gia âm nhạc được khoảng 3 năm. Chị học violon với thầy Nhiên, ký âm pháp với thầy Nguyễn Cầu, đàn tranh với thầy Nguyễn Hữu Ba và hợp xướng với thầy Hải Linh. Vì bạn thi tú tài một nên chị phải bỏ dở, tuy nhiên đã có được một căn bản khá vững vàng. Nên khi cộng tác với những chương trình tân nhạc lớn, Mai Hương không hề gặp phải một khó khăn nào. Vào năm 1961, khi được 19 tuổi, Mai Hương lập gia đình nên đã không tiếp tục theo học trường Nguyễn Bá Tòng. Mai Hương cho biết chị quen biết người chồng tương lai 3 tháng trước khi tổ chức lễ thành hôn tại nhà hàng Đồng Khánh vào tháng 9 năm 61. Sau 47 năm chung sống, Mai Hương đã hoàn toàn tìm được hạnh phúc trọn vẹn bên chồng và 4 người con, gồm 1 trai và 3 gái. Nhưng không một ai trong số 4 người con của chị đi theo con đường của mẹ, cũng không hề có một căn bản nhạc lý ngoài 2 người con gái có được một giọng hát tốt. Và cũng do sự cách biệt giữa 2 thế hệ cùng môi trường xã hội, những người con của chị không thích hợp với loại nhạc do chị trình bày. Nhưng bù lại, chồng chị là người luôn khuyến khích Mai Hương trên con đường nghệ thuật. Lúc trầm tiếng chiều ngân, nhạc giặt dịu ái ân, người ơi như mãi cung đơn, năm tháng phai tàn duyên kiếp vẫn còn lỡ làng. Đã quên hết sầu chưa, lời này là tiếng Việt. Mai Hương tuy là một giọng ca nổi tiếng, nhưng khi còn ở Việt Nam chỉ ít khi xuất hiện trước khán giả. Tên tuổi chị được biết đến nhiều đều từ các chương trình phát thanh và truyền hình.
ngoài Đài Phát thanh Pháp Á và Đài Phát thanh Sài Gòn. Mai Hương còn hát trên những đài quân đội và tiếng nói tự do, cùng cho đài truyền hình Việt Nam. Có thể nói Mai Hương đã cộng tác với hầu hết những chương trình ca nhạc nổi tiếng vào thời đó, với các trưởng ban như Nghiêm Phú Phi, Nguyễn Quý Lãng, Võ Đức Tuyết, Y Vân, Hoàng Trọng, Vũ Thành, vân vân. Chưa kể chỉ còn đảm nhiệm cả phần đọc truyện và sứ ngôn. Khi còn trong lứa tuổi nhi đồng vào năm 54-55, Mai Hương đã hát một mình lần đầu tiên trước khán giả nhạc phẩm Hận Ly Hương của Hoa Ngọc Long. Riêng trong lĩnh vực vũ trường, Mai Hương mới chỉ ký ra kèo duy nhất dài 6 tháng với vũ trường tự do vào năm 70, sau khi sanh người con gái thứ ba tên Mai Khanh, qua lời mời của Khánh Ly, lúc đó phụ trách chương trình cho vũ trường này. Đêm cuối cùng trước khi mãn hạn giao kèo thì vũ trường tự do bị nổ vì nạn khủng bố, trong khi chị đang trình bày nhạc phẩm Love Story. Và chị cho biết là sau đó không bao giờ dám bước lên phòng trà hoặc đăng sinh. Quý vị đang theo dõi chương trình Nghệ sĩ và đời sống do Trương Kỳ thực hiện về nữ danh ca Mai Hương. Mai Hương cùng chồng và 4 người con rời Việt Nam vào ngày 22 tháng 4 năm 75. Sau một tuần ở đảo Guam, cả gia đình chị sang thẳng Nam California, tạm trú tại trại Pendleton một thời gian ngắn trước khi bắt đầu một cuộc sống mới trên xứ người.
Chỉ một năm sau, Mai Hương đã được mời đi trình diễn. Buổi trình diễn đầu tiên của chị trước khán giả Việt Nam tại hải ngoại diễn ra ở thành phố New Orleans. Và cũng trong năm 76, chị đã được mời hát tại thành phố Seattle. Qua những nhạc phẩm như Dòng Sông Xanh, Giấc Mơ Hồi Hương, vân vân, Mai Hương đã được khán giả đón nhận một cách nhiệt tình. Nhất là với Giấc Mơ Hồi Hương của Vũ Thành, là một nhạc phẩm đã gắn liền với tên tuổi của chị trong số rất nhiều nhạc phẩm chị đã trình bày. Lìa xa thành đô yêu dấu, một sớm hiểu mây về, lòng khách thăm phương cuộc sống êm đềm của Mai Hương cứ thế trôi qua trong những ngày hạnh phúc bên cạnh gia đình trên vùng đồi Rowland Hills, là nơi chị tìm được sự thanh thản cho tâm hồn. Với những sinh hoạt bình thường của một ngày trong cuộc sống của một người phụ nữ đảm đang. Kính thưa quý vị, chương trình Nghệ Sĩ Và Đời Sống do Trần Kỳ thực hiện dành cho nữ danh ca Mai Hương sẽ được kết thúc sau đây với nhạc phẩm Dòng Sông Xanh do Phạm Duy viết lời Việt từ tác phẩm Blue Danube của Johann Strauss. Trường Kỳ xin tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần sau. Một dòng tràn mộng mơ, một dòng nồng ý biêu, một dòng sâu mấy kia, một dòng trời sao xuyên, một dòng tình thương mến, một dòng con quyến luyến, một dòng nhớ quay về miền đời lúc mưa huyền, ánh dương lên xôn xao hai ven bờ sông sâu, cười giòn tiếng người đẹp lòng sớm mai, những cô em tươi môi ngồi dắt yếm yên vui, tha ý thắm theo mây chở gió về xuôi hát lên cho vui, cô nàng ngồi bên tôi, đời là khúc nhạc, đời là tiếng thơ, nước sông reo như ru, cuồn cuộn sóng trôi xa, là tiếng hát mơ hồ mời đón lòng ta, sông về sông rào rạt yêu.